Anh em nhìn vào cái tài khoản này, anh em đã biết lý do vì sao hôm nay tài khoản này sẽ lên sóng đúng rồi không? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nói gì đi, một số vàng rất kinh khủng và số kim cương là 2, 3, 4, 5, 6. Tôi phải nói rằng đây là một trong tài khoản cực kỳ đặc biệt.